hoa mai này. Lấy đồ đấy gì? Để ý những cái bông hoa nhỏ nhá, những cái bông hoa nhỏ. Những cái bông hoa nhỏ phía bên trong này tôi làm rất là nét này. Rất là khó làm quý vị nhá. Hai tầng, chúng tôi đục chạm hai tầng như lèo tủ chè này. Những cái bông hoa nhỏ bên trong này, siêu nhỏ bên trong này. Được làm rất là khó làm và yêu cầu kỹ thuật rất là cao. Moi móc ở bên trong. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bạn nhé. Tiếp tục trong buổi sáng ngày nay lại là một video clip giới thiệu sản phẩm. Thì trước mặt quý vị đây, chúng tôi có một chiếc sập ngũ, sập mai điểu. Cái sập này có kích thước là 1m8 x 2m2 và sử dụng chất liệu là chất liệu gỗ gụ. Đây là hình ảnh tổng thể góc máy của chiếc sập đây. Thì phần dạ sập này chúng tôi là kích thước là dày 10, chân là chân 25. Dày 10 chân 25, hàng cực kỳ là dày dặn cũng như là được đục chạm vô cùng sắc nét quý vị nhé. Một lát nữa thì tôi sẽ đi vào cái hình ảnh chi tiết về đường nét hoa văn của chiếc sập này. Mẫu sập là mẫu sập thập điểu quần mai, có nghĩa là 10 con chim điểu quần trên cành cây mai. Đây, hình ảnh chính diện chiếc sập này thưa quý vị. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị bốc xếp lên xe bàn giao cho khách hàng, một khách hàng ở tại thị xã Phú Thọ. Để đi vào đường nét chi tiết hơn của chiếc sập này, tôi sẽ bắt đầu từ cái phần chân bên này. Chân của tôi là chân 25 quý vị nhé. Và được chạm bên dưới này có đôi kim hạc này. Bên trên này thì có hình ảnh nho sóc này. Nho đang chú sóc đang ăn những quả nho quý vị nhé. Chân 26, chân vuông, một khối gỗ liền. Một khối gỗ liền và được đục chạm kênh bong quý vị đây. Được đục chạm rất là kênh bong này. Tôi có thể luồn tay vào quý vị này. Rất là đẳng cấp, đục tay thủ công. Một khúc gỗ rất là đẹp. Đây, đây là hình ảnh dạ. Thì đây là cái chân này, có như là một thân cây quý vị nhá. Và đây là thân cây này, vươn dài ra kia. Thân cây mai, thân cây mai cổ thụ lâu năm rất là lớn. Đây gọi là tích mai điểu. Thì điểu trong tiếng Hán thì là chim. Còn đây là hoa mai. Gọi là mai điểu. Đây có những chùm nho con nho rất là sinh động quý vị này. Chùm nho được đục chạm rất là sinh động, những cái lá nho quý vị. Làm chúng tôi làm rất là kỹ quý vị nhá. Hàng hoàn thiện rất là kỹ rồi, như là cái đường nét đục chạm thì quý vị thấy là cái đường nét đục chạm của tôi thì là cực kỳ là đẳng cấp luôn. Khác hoàn toàn so với những cái sản phẩm trên thị trường. Và cái đường nét đục chạm này. Đây là những cái chú chim này. Những chú chim được chúng tôi thể hiện rất là có hồn. Và những bông hoa này cũng vậy, cực kỳ là sắc nét. Từng cái nhị hoa này chúng tôi làm sắc nét từng nhị hoa nhỏ xíu này. Đó, quý vị có xem và phân biệt được kênh bong này. Rất là kênh bong. Bên này là hình ảnh chú sóc. Hình ảnh chú sóc đang ăn những quả nho. Đó, hoa này. Hoa mai này. Quý vị để ý những cái bông hoa nhỏ nhá, những cái bông hoa nhỏ. Những cái bông hoa nhỏ phía bên trong này tôi làm rất là nét này. Rất là khó làm quý vị nhé. Hai tầng, chúng tôi đục chạm hai tầng như lèo tủ chè này. Những cái bông hoa nhỏ bên trong này, siêu nhỏ bên trong này. Được làm rất là khó làm và yêu cầu kỹ thuật rất là cao. Moi móc ở bên trong. Đó. Rồi tiếp tục tiếp tục ra giữa ngoài này. Tiếp tục ra giữa ngoài này. Không đi ra làm mà luôn. Đây là đôi chim, hai đôi chim điểu ở trung tâm của chiếc sập này. Đang cắt mồi rất là tình tứ này quý vị này. Quý vị này. Quý vị này, để ý kỹ chi tiết quý vị nhá. Từ cái đường nét chi tiết chúng tôi làm cực kỳ là sắc nét luôn. Hai mỏ chú chim này. Hai mỏ chú chim này chỉ chơi chạm nhau thôi. Rất kỹ. Rất kỹ và đẳng cấp. Kênh bong. Kênh bong. Đó, đường nét chi tiết thì quá là đẳng cấp rồi. Vị này rất là sinh động, thiên nhiên có chim hoa này thì những cái hình tượng linh vật rất là đẹp. Bên này là một thân cây nữa vươn sang, và chính giữa của chiếc sập này quý vị nhá, chính giữa chiếc sập này chúng tôi là đục chạm hai chữ thọ kép, tượng trưng cho sự trường thọ cũng như là năm cánh hoa mai này, biểu trưng cho ngũ phúc hay là sự may mắn. Ngũ phúc hay là may mắn. Đó. Đây.
đuôi chim, cái đuôi chim của tôi này, kênh từ chi tiết tí một này. Đây là những cái nụ của hoa mai được gọn rất là tròn và kỹ đó quý vị nhá. Đây có thể là một tác phẩm cực kỳ là đẹp luôn. Và tôi sẽ quay lại hình ảnh tổng thể. Đây là tôi quay phía bên dạ hồi này quý vị này, phía bên dạ hồi cũng được đục chạm khá là kênh bong, tuy nhiên là nó sẽ không thể thể hiện được kỹ chi tiết bằng cái dạ trước được, bởi trước thì mới là cái phần chính trung tâm được khách hàng nhìn. Cái màn mặt sập của chúng tôi là mặt sập hai lá, mặt sập hai lá và kích thước là dày 2 phân, mặt sập hai lá kích thước dày 2 phân. Đây, chất liệu gỗ vụ rất là giá trị quý vị nhé, chất liệu gỗ vụ cực kỳ là giá trị luôn. Đó, đây là dạ ngang bên hồi. Cái sản phẩm này chúng tôi làm cho một khách hàng tại thị xã Phú Thọ, nay đã hoàn thiện lên và tôi quay lại video clip làm kỷ niệm. Ông à? Dạ. Vâng vâng. Ông đâu ấy? Thì quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có địa chỉ trên màn hình đây. 0957 51086. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Mọi người yêu mến và quan tâm mà muốn xem thêm những cái clip đặc sắc, những sản phẩm đặc sắc của chúng tôi thì có thể theo dõi chúng tôi để có thể cập nhật được những video mới nhất. Và xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại trong những video clip khác.